Quý vị và các bạn thân mến, những ngày giáp Tết nhộn nhịp như thế này thì ai cũng tất bật, nào là dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, sắm sửa trong nhà, chuồi lư ăn Tết, rồi nào là làm bánh mứt, thịt kho dưa kiệu đủ loại để chuẩn bị cho 3 ngày Tết thêm đông đầy, sum vầy vui vẻ. Và một trong những nét văn hóa đặc trưng của người dân miền Tây sông nước đó là đi chợ Tết. Người đi chợ không hẳn là đi mua sắm Tết mà còn để tận hưởng cái không khí Tết vui tươi rộn ràng tại chợ. Theo thông lệ, năm nào cũng vậy, cứ khoảng 25-26 Tết là bà Đẹp, chị Út cùng mấy chị em trong xóm rủ nhau đi chợ Tết. Bao nhiêu mặt hàng từ thịt mỡ, dưa hành, bông hoa, bánh mứt Tết đều có đủ ở chợ. Bà Đẹp và các chị em mua dưa hấu, chọn kỹ những trái dưa tròn đều để trưng trên bàn thờ gia tiên. Mua nào là rau củ rồi bánh trái đồ. Rồi bữa nay tôi ra tới đây thì tôi cũng mua dưa đồ về trưng rồi đi vòng. Mua này mua kia mà thấy chợ này cũng vui lắm. Nét văn hóa của người miền Tây mình vậy, năm nào cũng đi chợ Tết vậy á. Mua rồi cũng phải đi chơi. Vui có mấy ngày Tết này thôi chứ vô cái Tết thì cũng đâu có vui bằng mấy ngày đi chợ Tết. Không khí chợ Tết ở miền Tây bao giờ cũng tất bật, nhộn nhịp với người mua, người bán. Chợ Tết có tình làng nghĩa xóm, có sự nhọc nhằn của mẹ, sự tảo tần vất vả của cha, nơi để chọn món ngon cho mâm cơm ngày Tết thêm đậm đà. Theo đó, cái phong tục đó mình tiếp tục chợ Tết vui vẻ, mình đi chợ mình coi gì tao buôn bán đồ rồi mình có mua được gì mua, còn không thì mình cũng đi coi xem đồ vậy đó. Cổ bước qua năm mới mình ăn cho nó tấn tới vậy đó. Thích nhất là mua trái cây với quần áo mình mặc cho đẹp. Đi chợ Tết không những là nhu cầu trong cuộc sống mà còn là nét văn hóa mộc mạc và bình dị, phong tục từ xa xưa được ông bà truyền lại, nơi để người dân giao lưu văn hóa, trao đổi, chia sẻ với nhau những chuyện làm ăn, buôn bán, chuyện vui buồn của năm cũ và hướng đến một năm mới nhiều điều tốt lành và sung túc.